Chào các bạn đã trở lại kênh YouTube Mười Lành Miền Tây. Hôm nay thì Mười lại bắt đầu bẻ như gan. Mười thì tranh thủ buổi sáng tinh mơ để bẻ sớm nào phải ăn nấy. Còn giờ thì Mười xin mời. Đây. Thế thì như gan mắc dập gì nha mọi người. Nè. Đó, trái nè, đó. Đó. Giờ bắt đầu Mười bẻ nè. Đây. Người bé bỏ đó. Nè. Dưa gan thì nằm phức trong lá gì mình phải đi giặt đó mọi người. Nè. Đây nè. Đây thì mười trồng mít, sầu riêng, mười trồng dưa gan lấy ngắn để nuôi dài. Dưa gan trồng trái lắm nha mọi người nè, đó làm phước lá nè đó. Nè. Nguyên cặp luôn nè. 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 Này khi mình bẻ thì mình cho nhặt đây. Trái nè mọi người. Đó. Trái nè. Trái nè. Nè mọi người ơi nè. Quá trái luôn rồi. Đây, ba trái luôn rồi, mọi người ơi. Một, hai, ba. Khi bẻ thì cũng phải hành đi thì chen dọn người. Nếu mình không chen mình đạp lên dây dưa sượng dưa trái nó không có được đạp cho mấy đó. Trái này. Nằm
đó, cây trái nè. Gì thì gọi là không có thấy trái nha mọi người. Nè, không thấy nhưng mà cây mình dập gì nè. Trái nằm dưới nè. Nè, làm phức tán lá nè. À đây nè, nè. Cái này giật đi, cái này nằm phức nhỉ. Đây nè. Đá thì mình cũng phải, một là mình không cần gấp gì cho quá, cũng đi dập từ từ. Hai nữa mình đã trên trang dòi nè, là nhiều khi cái nụng nè, nụng mình thắng vô tùng vô tình mình đạp. Yeah.
Cuốn dưa gan rất dai nha mọi người. Dày. Đây cũng gần mấy xong rồi, 10 liền xong. Mình luyện xong một là hồi nữa mình dễ thu gom, hai nữa là mình rửa sạch trái dưa gan cho người ta. Đây, đây thì nằm hai trái chà bá luôn rồi mọi người, một trái đang trái nè. Mình luyện nè, đèn trái nè, nụ ra dữ tợn nha mọi người nè. Hai trái chà bá luôn. Mười liền đó. Đèn trái này. Dưa gan mà luyện mà ẩm ẩm chừng nào là trái càng bự nha mọi người. Nè, trái này. Trái chà bá nè. Trái này thì 10 liên sao. Phải đi lại gần gần mới được. Nè, móc cái bà. Đang đây, đây, quá trái luôn mọi người, chút lá này. Đây. Đây là nguyên cánh đồng.
trồng dưa gang. Quá trái mọi người ơi, 4 trái này. 1 trái này. 2 trái này. 3 trái này. 4 trái này. Mỗi lần trái chà bá dài hết cỡ luôn nè mọi người. Chấm đây, đây hai trái. Mời cũng dưa gan nhưng mà cũng xe đu đủ nè mọi người nè, đây xe đu đủ nè. Đất thì không bao giờ làm biến nha mọi người, chỉ có mình mới làm biến thôi, chứ đất nếu mình trồng xuống là có ăn. Chà bá không mọi người ơi. Đây nè, chùm là 4 trái nè, 1 nè, 2, 4, 3, 4. Đây cũng 3 trái nữa. 1, 2, 3 nữa. Đầu 10 liền. 1. Mình thì cũng bẻ một khúc này. Hết một cũng gần 1 clip nè. Nè dưa gang nè. Lên xuống liếm trái cái bèo hết nha mọi người nè. Lên xuống liếm xuống. Nè quý vị ơi, dưa gan thì của 10 thì cũng bẻ rồi nè, 10 lạng dưới nước chân này trôi nè, qua thế luôn nè. Thôi cái như là lớn miếng bài luôn quý vị ơi nè. Mình mới vớt đây quý vị ơi, video bẻ dưa gang của 10 đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. 10 xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu có thích video của 10 xin cho 10 một like và một nút đăng ký. Còn giờ 10 xin chào và hẹn gặp lại sau.